Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long phổ biến là ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ và cao nhất cũng chỉ 23 độ còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, trời rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 15 cho đến 20 độ. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị, Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mây, nhiệt độ ban đêm vẫn thấp, phổ biến từ 14 cho đến 17 độ, ở vùng núi cao nhiệt độ thấp hơn, từ 11 cho đến 13 độ, có nơi thì dưới 10 độ. Do trời ít mây nên ngày mai miền Bắc vẫn có nắng sớm, nhiệt độ trong ngày vì thế tăng nhanh, dự báo trưa và chiều mai sẽ dao động ở ngưỡng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi thì trên 25 độ. Thời tiết tiếp tục rét về đêm và sáng, ban ngày thì trời nắng hanh. Còn đối với khu vực miền Trung, đêm nay và ngày mai chỉ có mưa rải rác ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở xuống cho đến Khánh Hòa. Nền nhiệt vẫn thấp, phổ biến là từ 13 cho đến 16 độ ở khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và từ 15 cho đến 18 độ đối với các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam, toàn vùng vẫn khá rét. Nhưng sang đến ngày mai, mưa giảm nên nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng dần, phổ biến là từ 20 cho đến 23 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở xuống cho đến Quảng Ngãi, nền nhiệt cũng sẽ tăng lên mức từ 23 cho đến 25 độ. Riêng phần phía Nam thì giao động từ 26 cho đến 29 độ, có nơi thì cao hơn. Còn tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô. Trong đêm nay và sáng mai, ở vùng cao Tây Nguyên thì vẫn duy trì trời rét, nhiệt độ giao động từ 15 cho đến 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nắng nhiều hơn nên trong ngày phổ biến là từ 30 cho đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động.